Dạ, em xin chào các anh nhé. Nông cơ Duy Hải, Bảo Lâm hôm nay lên cho các anh thêm một lô máy cưa là lô TA nha các anh ơi. Đây là những cái dàn máy cưa tay cụt nhà em, từ rẻ cho đến cao. Dòng Echo, dòng Tanaka, Hitachi, Ryobi. Đó, những cái dòng tay cụt như các anh, Maruyama nữa này. Từ rẻ cho đến cao, bây giờ em sẽ test nổ từng con cho các anh tham khảo nhé. Rồi, hôm nay lô nhà em là lô TA nha các anh ơi. TA, giá tiền thì nhà em có để ngay trên máy luôn ạ. Có để đầu là giá tiền nha các anh, cứ đầu là giá tiền, còn những cái số đằng sau là những cái mã số của nó nhá. T, ví dụ anh là ưng con TA7 thì bình gọi cho em, hoặc là alo cho em lấy con TA7 nhá. Đó. Rồi ok, em sẽ test nổ. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều máy còn đang trưng bày tại cửa hàng nha các ơi. Hàng bên em bãi là cam kết 100 hàng bãi nội địa Nhật, máy zin nguyên bản nhé. Mua hàng bên em thì các bác sẽ được kiểm tra hàng nhé. Cưa thử test máy ok, cắt ngọt ngon lành ngành nào thì các bác mới thanh toán tiền dùm em nhé. Đó, cưa thử test máy ngon lành ngành nào mới thanh toán tiền nhé. Sau đây em sẽ lên cho các bác lô TA nhé, gồm 11 con máy. Tất cả lô hôm nay em lên là đều tay cụt ha. Đây còn một con tay cụt steel này cho bác nào tham khảo này, nó cũng nằm trong lô TA nhé, con đấy TA số 11 nhé. Và bây giờ em sẽ vào cụ thể review chi tiết cho các bác nhé về công thông số kỹ thuật cũng như test nổ máy trên live luôn. Rồi, đầu tiên là con TA1 này, TA1 con này là mang số hiệu là Echo CSV281 các bác ơi, CSV281 này. Đây ạ. 281 nhá, máy tình trạng rất đẹp nhé. Nguyên zin hết các bác ơi, nguyên zin nguyên bản nhé. Đó, tay cụt nóng đứng rồi. Đa phần cắt tầm khoảng 3 tấc nha các bác. Cầm bát tấc Sigmini trên 91 nhé. Con này 28cc nhé. Đó, mua hàng bên em sẽ tặng kèm 3 món phụ kiện đầy đủ cho các bác nhé. Phụ kiện đầy đủ cho cưa thử máy, nhận hàng kiểm tra cưa thử máy, test nổ ok, ngon lành thì đào mới thanh toán tiền các bác ơi. Cứ cắt vào cây ngọt ngào thì thanh toán tiền nhé. Rồi, con TA1 bên em bán giá 1,5 củ các bác nhé. Giá 1,5 củ, giá trên tay cầm này 1,5 củ nhé. Bác nào chốt con nào thì ghi sử dụng cái mã TA1 ha, hay TA2 nhé. Rồi em lên con TA2 các bác ơi. TA2 là con này là Tanaka BMS 330A này. Đó, dòng Tanaka là hàng này rất là phổ thông nhé. Rất nhiều anh em bán này, xài rất là ổn định nhé, mà phụ tùng thay thế rất là nhiều các bác ơi. Đó, con này rất là mạnh nhé, 33cc. Nòng con này rơi tầm khoảng 37 ly nhé. Rồi em test nổ cho bác xem ha. Đó. Rồi, con này TA2 em bán là giá 1,6 củ nha các bác. 1,6 củ nha các bác. Rồi, tiếp theo em lên con TA3 này. Con này là của thương hiệu Hitachi này. Đó. Con này có thắng xích luôn nha các bác nhá. Thắng xích này còn sử dụng được nha các bác ơi. Công tắc cắt mở ở phía trên. Con này cũng 33cc luôn, nhưng mà con này nó hơn cái con 1,6 củ ấy, là nó có trợ lực đời mới, bơm xăng phụ đầy đủ nhá. Em nổ máy cho các bác xem này. Đó, Hitachi trợ lực đời mới, giá bên em bán là 1,7 củ nhá các bác ơi. Lam của nó là hai con này đều là cắt được 35 cm nhá, tổng độ dài là 42 ạ. Tiếp theo là con TA4. TA4 là thương hiệu của Ryobi ạ. Ryobi 2,5 nha các bác ơi. Nhưng mà con này em xay xích mới rồi này. Lam nó là lam nhông nha các bác, lam nhông nhá, lam đầu nhông, lam phần cắt tầm được 3 tấc. Máy rất là đẹp nha các bác ơi, đẹp đăng keng này ha. Đó. Rồi, giờ em test nổ cho bác xem nha, 25cc ạ. Đó. TA4 nhá, giá 1,7 củ nha các bác ơi, giá 1,7 củ ạ. Là 1,7 triệu nha các bác ơi. Giá rồi. Trên là bao ship nha các anh. Giá trên là bên em bao ship tặng phụ kiện đầy đủ nhá. Hàng tới rồi được kiểm tra cưa thử cắt đứt cây các bác có thành toán tiền nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là con TA5. Con này là Echo GC302 các bác ơi. Echo GC302 ạ. Đó, máy rất là đẹp này, leng keng này. Để cho các bác xem. Đây. Hai ốc chân lam luôn. Con này có thắng xích luôn nha các bác ơi. Tăng xích trên thanh lam luôn. Đó. Đây. Mà rất đẹp, làm phần cắt được 3,5 tấc nhá. Rồi em để 3 máy ha. Rồi.
Con này bên em bán là một củ chín nha các bác ơi, một củ chín ạ. Bác nào kết chốt thì comment cho em mã TA5 nha, TA5 nha, sẽ có người liên hệ với các bác nha. Rồi tiếp theo con TA6 thì con này với con 302 nó giống nhau nhưng mà thương hiệu thì nó khác nha các bác ơi. Cũng có thắng xích luôn các bác ơi. À, 37 ly luôn, 30cc. Cái con kế bên con trước nó là TA5 thì nó cũng 30cc, con này cũng vậy ha. Nhưng mà bác nào thích phong thủy màu vàng thì lấy con này dùm em nha. GB làm phần cắt được 3 tấc rưỡi, xích mini trên 91 này, hai ốc chân làm đầy đủ này. Đó, máy rất là đẹp nha các bác. Rồi, em nổ máy ha. Rồi, con này đem bán là 2 củ 1 nha các bác ơi, 2 củ 1 nhá. Rồi, tiếp theo con TA7, con này là cũng 2 củ 1 luôn mà tại sao nó đắt hơn cái con này ha? Con này có củ 7. Trên thưa là con này cắt xích là xích cắt tre này, xích này cắt rất là bền nhá, mắt rất là dày này. Thứ hai nữa là con này sử dụng lam điêu khắc và cái máy phần trăm nó là đẹp hơn con kia nha các bác ơi. Đẹp xuất sắc hơn con kia rất là nhiều nhá. Con này là em đánh giá khoảng 95% nữa các bác ơi. Mới như chưa xài các bác. Đó. 25cc luôn các bác nhá. Đây đặt đến đám giới này. Rất là mới luôn. Ok chưa? Rồi, tiếp theo con TA7 giá 2 củ 1 thì sang con TA8. Con này bên cửa hàng em bán là 2 củ 2 nha các bác ơi. 2 củ 2, con này Echo Grand nhưng mà con này sẽ mạnh hơn con Echo 302, chỗ là con này 31cc. Mà là đời này là đời tem xanh nha các bác, tem xanh máy rất đẹp này, 2 củ 2. Đó, 2 ốc chân lam. Lam phần cắt 3 tấc rưỡi, xích mini chân 91, lam đầu nhông. Có bơm xăng phụ đầy đủ luôn nha. 37 ly. Đó, 31cc các bác ơi, rất là đẹp ha. Rồi, con này 2 củ 2. Tiếp theo con TA9. TA8 thì sang TA9, TA9 là em bán con 2 của 2, con này thì thương hiệu của nó là Maru Yangma nha các bác ơi. Maru Yangma, máy rất là đẹp nhá, khoảng 95% so với mấy thùng nhá. Đó, con này sử dụng một ốc chân lam để tăng xích trên thanh lam nhỉ. Cái đời này thì ưu điểm của nó là có trợ lực và công suất khá là mạnh nhá, 31cc. Đó, con này là CST31 này, nó bằng con này ha. Giá nó mở đồng, con này không có thắng xích nhá. Đó, em nổ máy cho các bác xem, kéo trợ lực này. À, rất là êm, máy rất đẹp, 2 củ 2 nhá. Và là kết chốt thì comment giùm em cái mã TA9 giùm em nha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác nhá. À, TA10 ha, giá cũng 2 củ 2 nhưng con này thì mới khoảng 95% các bác ơi. Mới tinh. Cái lam này. Đó, rất là đẹp nhá. Xuất sắc luôn. Đây. Quá mới các bác ơi. Ở đây thì nó có nứt nhẹ một tí nhưng không ảnh hưởng nhé, không ảnh hưởng gì, ta có ga nhá, vẫn bóp bình thường các bạn, vẫn bóp ga bình thường nhé. Đó, máy đẹp leng keng 25cc này. Đó, làm một chiếc ri rất đẹp này. Đó, giờ em nổ máy cho các bác xem nhá. Con này là 25cc luôn nha các bác nhỉ. Máy đẹp lắm, mới như mấy thùng luôn nha các bác ơi. Đó. TA10 nhá, giá là 2 củ 2 nhá. Các bác nào kết chốt con này thì để mã là TA10 cho em nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test nổ con Steel 020T cụt nhá. Đó, 020T nha các bác ơi. Máy VIP nhá. Đó, các bác nào đã dòng Steel này thì các bác biết về chất lượng nó nhá, cực kỳ ngon nhá. Mã nó là TA11 nha các bác ơi. Giá còn 5 củ 2 nhá, xích em thay mới rồi các bác nhá. Xích em thay mới rồi nha. Rất là mạnh nha các bác. Quá mạnh luôn. Đó. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ shop bên em nha. Mã TA11 cho mình nha, duy nhất có một con này cho các bác ơi. Ok, chào các anh.
Anh ưng mã con nào thì để lại cho em bình luận mã kèm số nhá, để em kết nối cho ạ. Thì em quay tất cả là những cái dòng 11 máy cây em. nhé. Được.